có một đứa con tự kỷ, mình đón nhận cái việc này như thế nào? Cái phản ứng của tất cả bậc cha mẹ là tìm cách chối bỏ nó. Vậy thì cái cách mà anh giao tiếp và kết nối với con mình như thế nào? Con nó đang học mình 24/24. Kể cả luôn là cái hành vi mình lúc ngủ. Bạn có lướt Facebook khi đi ngủ không? Cha mẹ Adam ít khi xin lỗi. Từ xin lỗi là một cái từ chữa lành. Nếu mình không nói lời xin lỗi với con thì làm sao con học được cách nói lời xin lỗi với cha mẹ? Mindful Parenting, cha mẹ tỉnh thức, là chuỗi nội dung đầu tiên dành cho các bậc làm cha mẹ trên kênh Việt Success, với sự góp mặt của các chuyên gia tâm lý, nhà giáo dục, nhà thực hành tỉnh thức, để chia sẻ những góc nhìn đa chiều, kiến thức chuyên môn và trải nghiệm thực tế về nguyên nhân gốc rễ gây nên sự đứt gãy trong liên hệ tình thân gia đình, từ đó giúp chuyển hóa hành động, suy nghĩ và cảm xúc trên hành trình làm cha mẹ đầy thử thách nhưng cũng nhiều thú vị. Xin chào mọi người, quay trở lại với Đục Quần Khánh Show Podcast. Mình là Quốc Khánh và tiếp tục chuỗi nội dung đặc biệt mang tên Cha mẹ tỉnh thức, Mindful Parenting. Đây là một chuỗi nội dung chuyên đề và chúng tôi trò chuyện với các nhân vật là các nhà giáo dục, nhà tâm lý, bác sĩ, nhà thực hành tỉnh thức, xoay quanh câu chuyện chia sẻ về hành trình nuôi dạy con. Và chúng tôi rất hân hạnh được đồng hành bởi Đại học Western Sydney, đại học thuộc top 1% các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Và đến với tập của ngày hôm nay, trong chuỗi cha mẹ tỉnh thức này, sẽ là một nhân vật mà tôi nghĩ cũng có rất nhiều chia sẻ thú vị và trên hành trình nuôi dạy con. Đó cũng chính là tác giả của quyển sách Cha Voi. Xin được giới thiệu một người đã có 30 năm giảng dạy tại Đại học Utah của Hoa Kỳ và có rất nhiều bài viết được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế. Đó là giáo sư Trương Nguyễn Thành. Dạ, em chào anh Thành, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn Quốc Khánh và cũng xin chào tất cả các quý vị. Dạ, rất cảm ơn anh Thành đã nhận lời chương trình ngày hôm nay. Và khi anh đến đây thì anh mặc một cái áo mà anh nói với em là rất là đặc biệt. Một cái áo mà có tuổi đời gần 30 năm đúng không anh? Vâng. Và gắn bó với lại những cái trải nghiệm liên quan tới con của mình. Vâng, tôi mua bộ đồ này trong cái dịp mà sinh Takara. Và Takara thì năm nay 27 tuổi và hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ ở trường Đại học Stanford về ngành trí tuệ nhân tạo AI. Thời trẻ, Takara trẻ thì mấy cha con thì mỗi lần đi chơi, đi leo núi, đi công viên thì tôi hay bận này. Nhưng mà sau khi Takara lớn lên thì tôi thấy cái bộ đồ này quý cho nên tôi cất. Và chỉ có những cái dịp nào đó quan trọng với con hoặc là nói chuyện về con thì tôi mang để mà tạo cho tôi một cái cảm xúc. Đó là trải kỷ niệm với Takara. Còn anh có một đứa lớn nữa là Taki đúng không? Vâng. Anh có một hai đứa con trai cách nhau một tuổi, Taki và Takara. Tên nghe hơi Nhật đúng không? Mẹ của hai con là người Nhật. Sinh trưởng và lớn lên ở Nhật. Taki là một đứa trẻ tự kỷ, bẩm sinh. Có một số cái hạn chế của một người tự kỷ, đó là không có khả năng hiểu cảm xúc của người khác và có một cái số hạn chế về những cái kỹ năng và những cái phát triển từ não bộ. Còn Takara thì bình thường, là một đứa trẻ bình thường. Đấy. Em hỏi một chút về Taki nha. Vì khi mà nghe câu chuyện của anh thì cũng tò mò và liên quan tới cái nội dung hành trình dạy con rồi cha mẹ tỉnh thức, chính cái hành trình này á, thì cái việc mà có một đứa con gặp tình trạng tự kỷ và
chắc chắn là có sẽ rất nhiều cái khó khăn trong hành trình này. Thì em muốn hỏi anh quay lại quá khứ một chút xíu, khi mà mình đón nhận cái việc này như thế nào? Khi mà Taki khoảng gần 2 tuổi, chưa có khả năng nói, phát triển nói, thì tôi cũng lấy hơi là lạ. Nhưng mà mẹ tôi cũng thường hay nói, tôi nói bắt đầu nói rất là trễ. Tới gần 2 tuổi tôi mới bắt đầu nói, trong khi trẻ bình thường thì gần 1 tuổi là bắt đầu nói rồi, 12 tháng là bắt đầu nói rồi. Tôi chỉ tới 19, 20 tháng tuổi mới bắt đầu nói sơ sơ. Thì tôi cứ nghĩ rằng là chắc là Taki là đứa con đầu, cho nên chắc là Taki bị cái giới hạn giống tôi. Cho nên tôi cứ trì trệ và nói với mẹ nó rằng là chắc là Taki phát triển trễ thôi và cũng bình thường, chứ không có vấn đề gì. Nhưng mà tới khi Taki 2 tuổi là 24 tháng mà cũng vẫn chưa nói được và có những cái hành động khá là khác với bình thường. Thí dụ như khi mà cậu ta phấn khởi một cái gì đấy, cậu ta coi tivi mà cậu ta vui hay gì đấy, thì cậu ta giật tay giật chân quánh như này, chạy lại cái tivi. Thì cái này nó không bình thường cho mấy. Trong mình thì mình cảm nhận như vậy, nhưng mà cái phản ứng của tất cả bậc cha mẹ là tìm cách chối bỏ nó. Ôi chắc không sao đâu, không có vấn đề gì con, tôi chắc là nó sẽ nói chuyện, nó nói trễ thôi, tại vì tôi nói trễ. Cho tới gần 30 tháng con cũng chưa biết nói, thì lúc bây giờ tôi lo và mẹ nó cũng lo, thì thôi bây giờ thôi đem con tới khám. 20 mấy 3 năm trước, tự kỷ chưa là một cái từ quen thuộc với công chúng đâu. Thì khi mà đến mà bác sĩ khám cũng một thời gian 2-3 lần đi khám, và qua những cái đánh giá về tâm lý học, đánh giá về hành vi, vân vân. Tới khi mà nhà tâm lý học, bác sĩ tâm lý nói rằng là chúng tôi chắc chắn rằng là con anh bị tự kỷ. Tôi về buồn lắm, thật sự là buồn lắm. Đứa con trai đầu tiên của tôi, mà tôi là một giáo sư đại học nữa chứ, bị tự kỷ. Tôi lên mạng tôi tìm hết cả mọi thông tin về tự kỷ, tôi đọc thôi ấy. Thì tôi biết cái giới hạn, tôi hiểu cái giới hạn phát triển của đứa trẻ tự kỷ. Tôi buồn lắm, chối bỏ. Và tôi nghĩ rằng là ủa, tại sao lại mình lại có một. Nhưng mà rồi từ từ Taki đem lại cho tôi dần dần nhận thức rằng nó cũng là một đứa con. Lúc mà tôi biết Taki tự kỷ thì tôi cũng đã có đứa con thứ hai, Takara. Và Takara cũng bắt đầu nói bình thường rồi, thì tôi cũng thôi an ủi rằng tôi có một đứa con phát triển bình thường. Và Taki không biết chừng, gọi là an ủi cho chính mình mà, không biết chừng đây là một cái thử thách hay là một cái món quà mà trời cho tôi. Tôi chưa biết được. Thì thôi cứ hãy đón nhận nó. Và dần dần, và tôi chấp nhận rằng là tôi có một đứa con tự kỷ. Và đứa con này, nó sẽ có những cái giới hạn riêng của nó. Nó sẽ không phát triển bình thường như một đứa trẻ bình thường, như đứa em nó. Nhưng mà nó vẫn là đứa con trai của tôi. Em nghĩ một cái giai đoạn chuyển biến tâm lý từ chối bỏ sang chấp nhận nó không dễ dàng gì với một người như anh. Và em nghĩ cũng rất nhiều người ở ngoài kia nếu mà có tình trạng tương tự. Anh sẽ phải trả một cái giá như thế nào để có cái sự chuyển biến tâm lý đó? Và cái điều gì khiến anh chuyển biến tâm lý đó và dẫn tới cái giai đoạn mình chấp nhận được á?
Và anh có nghĩ rằng cái chuyện mà bước đầu tiên trong cái chuyện này là phải chấp nhận trước cho một người làm cha làm mẹ khi không may mắn khi con mình gặp phải tình trạng như vậy. Nhưng mà để chấp nhận không dễ dàng gì, thì cái giai đoạn mà từ lúc chối bỏ sang chấp nhận thì anh đã phải trải qua những cái cột mốc nào mà anh cho là quan trọng khiến mình phải đi đến cái kết quả là phải chấp nhận? Mẹ Taki là người Nhật. Thì Quốc Khánh cũng biết là người Nhật cũng rất là trọng sĩ diện và rất trọng cái chuyện phát triển tri thức. Mẹ Taki cho rằng là không chừng Taki sẽ có những cái tài năng, có một cái kỹ năng, có một cái gì đó, một thiên tài. Tôi thì thực tế hơn. Tôi nói thôi, nên chấp nhận rằng là con mình sẽ có những cái giới hạn phát triển. Và cái mong muốn của tôi ở thời điểm đó rằng là tôi khuyến khích, mà lúc ở đó là hai vợ chồng đã sống riêng rồi, và tôi khuyến khích rằng là hãy nên đặt một cái mục tiêu rõ ràng. Đừng có mơ mộng xa vời với Taki. Tôi nói với mẹ nó rằng là hãy suy nghĩ một ngày cô và tôi không còn trên cái trái đất này nữa, thì Taki sẽ sống ra sao đây? Và hãy chuẩn bị cho cái ngày đó. Và từ đó tôi mới dần hình thành một cái phong cách dạy con. Đó là đặt cái mục tiêu mình muốn con mình nó trở thành người như thế nào khi không có mình. Thì tôi muốn Taki có khả năng sống tự lập. Nó không là cái gánh nặng cho đứa em nó. Tôi không thể nào đặt cái trách nhiệm lo cho thằng anh Taki lên cái vai của đứa em Takara. Tôi nói với mẹ nó như vậy. Mặc dù với cái văn hóa người Việt châu Á thì hay nói rằng là con có trách nhiệm lo cho người này, có trách nhiệm lo cho người kia, có trách nhiệm cho người. Tôi là một người Mỹ, cái văn hóa người Mỹ là mỗi đứa trẻ là một cái đứa độc lập, tự lập. Cho nên đó là cái mục tiêu của tôi rất là rõ. Vì vậy tôi không có ao ước rằng Taki sẽ phát triển những cái kỹ năng tuyệt vời, thiên tài gì cả. Mà tôi biết rằng là một số cha mẹ có con tự kỷ ở Việt Nam đang mơ mộng cái điều đó. Tôi chỉ muốn con tôi trở thành một người bình thường, có thể tiếp cận và hội nhập xã hội, nói chuyện với người khác một cách bình thường, có thể làm một công việc rất bình thường và có thể có một cái thu nhập bình thường. Nếu mà mình đặt một cái mục tiêu quá xa vời, một cái ao ước cho con mình, thì không chừng mình đã áp đặt con mình sống mà bằng cái cuộc sống mà mình vẽ ra, chứ không phải có cái cuộc sống mà đứa trẻ nó mong muốn. Hiện nay thì cuộc sống của bạn ra sao anh? Có như những gì mà anh hình dung không? Thực sự rằng là tôi rất vui rằng là Taki đến ngày hôm nay đã giữ được một cái công việc đã 8 năm rồi. Công việc toàn thời gian 8 năm. Một công việc bình thường, đó là làm việc trong siêu thị. Quản lý siêu thị kêu làm gì làm đó. Từ sắp xếp hàng cho tới thu ngân, cho tới lau sàn, cho tới phụ bưng đồ ra cho khách hàng, cho tới việc đẩy xe. Tất cả mọi công việc trong một cái siêu thị lớn cậu ta làm được hết. Và quản lý siêu thị rất thương cậu ta, và đồng nghiệp cũng thương, là cậu ta biết thấy công việc gì cần làm cậu ta làm, thấy đồng nghiệp mà cần giúp thì cậu ta giúp,
cậu ta ít nói nhưng mà cậu ta rất vui vẻ và hòa đồng. Một người tự kỷ có một cái khuyết điểm là không hiểu được cảm xúc của người khác. Cái thứ hai rằng là không hiểu được cái gọi là mong muốn của người khác. Tôi làm cái gì tôi thích và tôi không thích là tôi tính dậy tôi bỏ đi. Đừng có bảo rằng là đây là trách nhiệm anh cần phải làm. Họ không hiểu. Họ thích thì họ làm, không thích thì đứng dậy bỏ đi. Chứ không có nói ngồi xuống mà nói rằng là trách nhiệm gì cả. Không có ra. Cho nên để mà dạy được Thaki hiểu được và làm được toàn thời gian mà giữ được cái vị trí 8 năm là khoảng và qua 5 cái công việc. Và Thaki cũng từng đứng dậy bỏ đi. Bốn công việc rồi. Đứng dậy bỏ đi. Đó, đột ngột, chuỗi tay, bỏ đi. Lần này thì không. Cho nên dần dần. Đấy. Và cũng phải nói rằng là mẹ của Thaki đóng góp ở trong cái vai trò này khá lớn. Cái công lao này. Cái công lao mà dạy Thaki giữ cái vị trí này khá lớn. Chứ không phải là cái công lao này của tôi không lấy cái công lao này đâu. Để mà Thaki có thể làm 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, rồi cho tới 8 tiếng. Và trong 8 năm làm việc toàn thời gian như vậy, Thaki chỉ có trễ 3 ngày. Cậu ta luôn, mà công ta làm việc là 6 giờ sáng nha. 6 giờ sáng và cậu ta luôn đến làm việc trước 10 phút. Trễ chỉ có 3 lần. Và lương cậu ta, thu nhập của cậu ta bây giờ khá là ổn nha. Cậu ta độc lập, dư sức độc lập rồi. Tôi tự hào về đứa con Thaki. Vì tại vì cái hành trình để mà dạy Thaki cho tới ngày hôm nay. Ôi! Tôi và mẹ nó, phải nói với mẹ nó, thật sự là trần ai. Nhưng sao cũng chúc mừng anh với là cái tình trạng hiện tại của Thaki sau một thời gian dài. Coi như là đúng mục tiêu mình đề ra. Một công việc bình thường, độc lập, 8 năm trời. Nhưng mà tôi vẫn nói rằng là hiện tại Thaki vẫn còn vài cái giới hạn. Cái người tự kỷ không có khả năng suy nghĩ trừu tượng. Và một trong cái vấn đề thực tế trong cái việc suy nghĩ trừu tượng đó là giá trị đồng tiền. Thaki tầm cái tờ tiền 100 đô, Thaki không hiểu cái giá trị của nó. Và nếu rằng mà cậu ta ra, cậu ta thấy cái ổ bánh mì thiệt là ngon và tạo ca muốn ăn, và ai đó nói rằng là cái này giá 100 đô, trong túi cậu ta có 100 đô, cậu ta mất tiền, bỏ ra 100 đô. Từ cách này tới cách khác, để mà dạy Thaki hiểu cái giá trị đồng tiền. Rằng là, cho tới cái chuyện mà, con này, con làm lương 1 giờ bao nhiêu tiền? Dạ, bao nhiêu đây tiền? Vậy cái này, nó có đáng 3 giờ làm việc của con không? Nhưng con thích. Rất rõ ràng, con thích. Rất rõ ràng. Và con có tiền. Là mua được rồi. Là mua được rồi. Trong túi con có tiền. Và con thích. Còn cái chuyện mà cái nó có đáng 3 tiếng đồng hồ con làm hay không? Cho một cái giá trị. Cho nên một cái việc rất là cơ bản mà một người bình thường, người lớn 20 tuổi, 25 tuổi hiểu rõ, rất bình thường. Và một cái người tự kỷ như vậy thì mình mới hiểu được rằng là tôi hiểu cái tâm trạng của tất cả những cái cha mẹ mà các con có những cái khiếm khuyết. Với tôi thì là Thaki là cái món quà bây giờ, là cái món quà trời cho tôi. Tại vì những cái bài học mà Thaki cho lại tôi trong suốt cái thời gian qua
nó lớn lắm. Em có thể cảm nhận được qua lời chia sẻ của anh. Một hành trình trần ai như anh vừa nói. Em xin phép tua ngược lại quá khứ chút xíu ha. Bây giờ thì Taki cũng tương đối ổn rồi, mặc dù còn rất nhiều thứ còn phải tiếp tục, nhưng mà trong giai đoạn bé còn nhỏ thì cái cách mà anh yêu thương Taki và cách mà anh ứng xử với một đứa trẻ gặp chứng tự kỷ thì chắc chắn cái cách đó, cái cách sẽ rất là khác với lại cái cách anh ứng xử với Takara. Cái phong cách dạy con cha voi của tôi nó cũng hình thành tại vì từ đó, từ để dạy Taki, để có dạy một cái đứa trẻ mà có những cái giới hạn thì cô phải đi tìm hiểu. Tôi không thể nào dạy một đứa trẻ bình thường dùng những cái phương pháp đấy. Thì với cái kinh nghiệm và kiến thức của một cái người làm khoa học, tôi đi tìm hiểu tất cả những cái cơ sở khoa học về tâm lý học, về phát triển trẻ em, về phát triển con người, thần kinh học, tâm lý học, đủ hết. Và tôi mới hình thành rằng là à, thực sự ra trẻ, muốn trẻ phát triển, trẻ chỉ cần hai thứ. Nó rất là đơn giản mà cha mẹ bình thường mình phức tạp quá. Cảm thấy an toàn và được yêu thương. Cái vấn đề khoa học đàng hoàng rằng trẻ cảm thấy an toàn khi trẻ biết có giới hạn. Nhưng trẻ lúc nào với cái tính gọi là khám phá, tò mò cái thế giới chung quanh, sẽ tìm cách vượt ra cái giới hạn đấy. Nhưng cha mẹ, cái nhiệm vụ của cha mẹ rằng là bảo vệ con trong cái giới hạn, con đã vượt qua cái giới hạn đấy. Và trẻ cảm thấy rằng là con được bảo vệ. Sau ly dị nó sẽ ảnh hưởng đến dạy con. Trẻ cần phải đối diện với những cái thực tế, những cái thử thách trong cái cuộc sống càng sớm càng tốt. Khi mà mình còn cái thời gian mà ảnh hưởng đến cái cách giải quyết. Anh có nói là Taki sẽ khó mà hiểu được cảm xúc của người khác. Vậy thì cái cách mà anh giao tiếp và kết nối với con mình như thế nào? Một cái đứa trẻ tự kỷ thì họ không có khả năng hiểu cảm xúc của người khác và có cái khuynh hướng sống ở bên trong mình. Nó có, mình hay nói là có một cái thế giới bên trong. Những cái vấn đề mà cảm xúc thì tôi phải phóng đại nó lên. Phóng đại như thế nào anh? Tôi vui thì tôi phải tỏ ra rất là vui. Hơn bình thường. Hơn bình thường. Ôi con làm bà vui quá. Tôi mừng tôi mừng con hay là tôi vậy. Tôi ôm nó lên, tôi tưng nó rất là vui. Tôi gặp nó là tôi ôm nó, tôi tưng nó lên, nó rất là vui. Phóng đại cái cảm xúc của mình lên, yêu thương nó. Cho tới ngày hôm nay tôi vẫn gọi nó là Honey, hai con, hai Honey. Con sao? Tôi cũng vẫn nói chuyện trước khi dừng cuộc điện thoại. I love you. Vẫn kêu babe. Và nó cũng vẫn nũng nịu làm nũng với ba nó. Nó 27 tuổi. Và với nó thôi nha, là tôi phóng đại tất cả những cái cảm xúc. Và tôi giận cũng rõ nét. Ba không có vui đó nha. Mình phải diễn. Và một cái đứa trẻ mà không có cảm xúc, mà đứa trẻ 3-4 tuổi nó làm gì mình thích, thì nhiều lúc những cái thích đấy nó sẽ trêu người. Và nó sẽ trêu cái cảm xúc của mình.
Giận không? Giận chứ. Nhiều lúc mình có cái cảm giác như là gọi là anh đang trêu con, đang trêu cái quyền lực làm cha. Cha bảo con đừng có làm này, nhưng vẫn làm. Hoặc là cha bảo con làm chuyện này. Tại sao? Tôi dạy nó mỗi lần ăn xong bưng dĩa vào sau vào chỗ để rửa chén. Chỉ có nhiêu đó thôi. Mà anh ta ăn xong rồi anh thả thảy đó anh đi chơi. Và tôi gọi là mỗi lần vậy, cứ mỗi lần cứ còn nhắc, mà nhắc hoài không được. Thế là ta kỳ, con mà từ đây chứ đây, con mà không ăn xong mà không mang dĩa vào trong cái chỗ để giờ rửa đấy, thì con phải bưng cái dĩa ra để lên bàn rồi bưng vô 10 lần nha. Mà lần sau con còn quên nữa là 20 lần nha. Và lần sau lên nữa cứ mỗi lần quên là tăng cấp 10 nha. Tăng 10 lần nha. Lần đầu tiên anh ta còn chịu. Mỗi lần đếm nha. Đếm ngược nha. Bây giờ 10, 9, cái mặt bí sĩ 8 rồi đó. Rồi đi chơi, chạy đi chơi. Lần thứ sau 20. Tới 15. Cái là bắt đầu. Thế mà rồi nha. Tới lần tới 30. Rồi là 15. Cái là bắt đầu anh ta giận. Thấy. Mỗi lần anh ta giận lên. Bởi tự lừa lên ha. Trêu quyền lực của cha nó đúng không? Chẳng những giữ mà bày ra cha phải dọn chứ, nguyên một cái sàn đồ ăn dơ đồ gì đó tàn lan rồi đó, mình phải dọn rửa rồi nữa chứ, tức chưa? Thứ nhất là trêu không chịu nghe lời, cái thứ hai là đang chọc giận. Hỏi mình giận không? Giận chứ. Điên không? Điên chứ. Tôi là người chứ bộ tôi là Phật đâu. Mình thấy rằng là cái máu bừng lên. Nhưng mà lúc đó tôi nhận ra ngay là mình giận. Tôi chạy vô phòng tắm, đóng cửa lại. Phòng tôi chạy vô, cũng may là cái phòng vệ sinh nó sát bên cái tôi chạy vô đóng cửa lại tôi ngồi. Lúc đó chưa có kỳ đào. Lúc đó chưa có kỳ đào. Chắc anh phải luôn phải kiềm chế như vậy rất nhiều lần trong thời gian nhiều đó. Với ta kỳ nhiều. Khi mà tôi cảm thấy bình tĩnh trở lại rồi, rửa mặt, lau mặt, nhìn mặt mình trong gương, thấy rằng là mình không còn cao có nữa, rồi mở cửa ra. Tha kỳ, phụ bà dọn. Bữa này cắt. Nói riêng rất là không có la, không phụ bà dọn nhẹ nhàng. Phụ bà dọn sạch cái này. Rồi con đi chơi. Rồi bạn lúc đó nghe. Bạn nghe, bạn biết bạn làm. Bạn biết, sau đó bạn biết bạn đã làm cái gì sai. Cho nên không phải một đứa trẻ tự kỷ họ có cảm xúc cũng như một đứa trẻ bình thường. Cảm xúc đều có cả. Mình có cảm xúc, trẻ có cảm xúc. Trẻ làm cái gì làm mình phật lòng, trẻ cũng biết. Nếu mà mình phản ứng cái lúc mình giận thì có những cái đáng tiếc và nó có thể ảnh hưởng đem lại một cái vết thương tâm lý rất lớn. Chưa nói đến một cái vết thương vật lý nếu mà mình cái lúc giận quá mất khôn. Nhưng cái vết thương tâm lý đó nó lớn hơn cái vết thương vật lý. Cái vấn đề về cảm xúc hay là tỉnh thức mình nói nó dễ. Trên thực tế khó lắm.
khó lắm luôn. Chỉ có một cái rằng khi bạn cảm thấy mặt nóng lên thì quay lưng đi. Đừng phản ứng, chỉ có nhiêu đó. Vào phòng vệ sinh, vào ở đâu đó, quay lưng đi lập tức. Để con yên đó, không sao cả. Để hạ cái cảm xúc mình xuống cái đà. Thở chậm. Thở chậm, hạ cảm xúc mình xuống. Rồi mình mới xử lý sự cố. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi biết rằng là tôi giận hay tôi phản ứng gì tacky cũng không hiểu. Bạn không có hiểu được cái cảm xúc giận của mình. Bạn hoàn toàn không hiểu. Cho nên bởi vậy, cho nên sau này tôi mới nói rằng là tacky là một cái món quà trời cho. Tại lúc xưa tôi nóng tính. Và bây giờ tôi rất trầm tính. Các bạn thời gian qua, các bạn có biết rằng là những cái sự cố, gọi là sự cố trên mạng, sự cố truyền thông, sự cố vân vân đâu ấy. Và tôi rất là tầm tĩnh để mà xử lý nó. Không phải là tự nhiên tôi được như vậy đâu. Tacky dạy tôi đó. Tacky chính là người thầy. Nếu không có Tacky, tôi đâu có được cái kỹ năng đó. Vậy nhiều khi mọi việc xảy ra trong cuộc sống này nó có lý do của nó, và mình xem nó là cái gì, cái góc nhìn của mình đối với nó là cái gì thôi. Và trong trường hợp này là một cái, ngược lại với anh thì là một cái những cái bài học và cái cơ hội để mình thay đổi bản thân với cái khả năng kiểm soát cảm xúc anh. Và mình bỏ cái tôi của mình. Thực sự Tacky chính là cái cơ hội đầu tiên mà dạy cho tôi về cái chuyện bỏ cái tôi đi. Cái sĩ diện, tôi là một giáo sư, có một đứa con khiếm khuyết, nó sẽ không có thể đem cho tôi một cái tự hào gì về cái năng lực trí thức cả. Rằng con tôi nó sẽ là một ông này, là một ông kia, nó là sẽ có bằng này, bằng kia. Đó là cái tôi đó chứ. Bởi vì anh ở trong một cái gọi là cái đổ vỡ hôn nhân, nên là cái thời gian của anh sau đó như anh có nói là dành cho bé, dành cho Tacky, thì chắc chắn nó không được như là một thời gian của một gia đình đầy đủ đầy. Thì em cũng muốn hỏi anh về những cái sự hiện diện của mình có mặt ở bên con, và cái sự kết nối trong một khoảng thời gian hạn hẹp, một cái khoảng thời gian chất lượng, không phải là số lượng nhiều nhưng có thể là chất lượng. Thì với một bạn như Tacky thì mà mình lại có ít thời gian cho bạn nữa, thì sẽ cái sự hiện diện của mình nó sẽ đóng vai trò như thế nào trong cái xã hội của chúng ta ngày nay? Ở Mỹ cũng như ở Việt Nam có rất nhiều đứa trẻ đang lớn lên ở trong một cái gia đình chỉ có một người mẹ hoặc là một người cha. Sau ly dị thì đa số các mối quan hệ giữa hai người đổ vỡ, và để lại cho giữa người cha và người mẹ hầu như là có một cái cảm xúc giận dữ, một cái cảm xúc oán hận với nhau. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện dạy con, nuôi dưỡng con. Tôi và mẹ của hai đứa con nhận thức rằng là cái việc nuôi dạy hai đứa trẻ cho nó trưởng thành đàng hoàng quan trọng. Hai người giận nhau có sao ly dị.
hận nhau? Có. Cái ly dị của tôi khủng khiếp lắm. Sao cái ly dị? Có thể là quý vị không hiểu những cái tình tiết, nhưng mà nếu mà hiểu hết những cái tình tiết thì sẽ hiểu cái sự hận ở trong đó. Có. Nhưng mà sau cái cứ ly dị đấy, tôi ngồi lại nói chuyện với mẹ. Ban đầu là từ một cái tin nhắn thôi. Và hãy đồng thuận rằng là bây giờ hai người vẫn còn cái trách nhiệm nuôi dạy đứa trẻ, hai đứa trẻ. Và trong đó Thaki cộng cha và mẹ. Cô không làm được cái chuyện này một mình được. Và cái điều Thaki là một trẻ đặc biệt, cho nên mẹ Thaki hiểu được điều này, một gánh nặng lớn, cho nên đồng tình để mà ngồi lại trao đổi một số cái nguyên tắc. Thì tôi là cái người làm khoa học, cho nên mà cái người làm với phong cách sống của tôi là cái phong cách đơn giản. Cho nên từ dạy con, tôi cũng như nãy tôi nói là tôi chỉ có hai nguyên tắc: tạo một cái môi trường an toàn và luôn để cho con cảm nhận rằng nó được yêu thương. Làm được hai điều đó thôi. Nguyên tắc giữa hai cha mẹ và tôi, hai cha mẹ ly dị, tôi chỉ có đồng tình trên ba nguyên tắc. Và hai người trao đổi với nhau và đồng tình với nhau, ba nguyên tắc quan trọng nhất: không nói xấu nhau trước mặt con khi không có mặt người kia. Khi con qua nói chuyện, không nói xấu người kia. Đây là một cái chuyện gọi là rất khó làm. Khi mà cái cảm xúc gọi là hận còn đó, nhưng mà để mà đồng tình thì cái chuyện đó cần phải làm. Cái thứ hai, cả những gì liên quan đến con, tương lai và dạy con cần phải trao đổi thì có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại và không đề cập vấn đề nào khác, không cãi bất kỳ ly dị xong rồi, không đề cập bất kỳ, không liên quan đến cuộc sống cá nhân của bất kỳ bên nào, chỉ vì con. Chỉ có liên quan đến con. Nguyên tắc thứ ba: không mua quà cho con vượt qua một cái giá trị nào đó. Nếu vượt qua phải có sự đồng thuận của người kia. Cha mẹ ly dị hay mua chuộc con lắm. Bù đắp. Bù đắp. Tâm lý. Nhất là những người mà không có cái cơ hội nhiều với con ấy. Em rất hiểu. Yeah. Là cái người muốn rằng là tôi bù đắp cho con. Yeah. Có tài chính mà không có thời gian đúng không? Đấy. Thì cái này là cô ấy, cái điều khoản cô ấy nêu cho tôi. Và cái điều khoản cô ấy cho rằng là lúc bây giờ là 100 đô. Rồi, ok. Và những cái điều khoản này hai người tuân thủ và từ đó xây dựng cái niềm tin với nhau. Tôi mua một cái món hàng gì quá 100 đô, kể cả luôn cái quà Christmas, thì tôi cũng chụp hình và tôi hỏi ý cô ấy rằng là tôi mua được không. Và cô ấy đồng tình. Và nếu mà là cái món quà đắt tiền thì tôi mua, nhưng tôi không để tên. Và tôi đưa cho cô ấy, và cô ấy để từ cha và mẹ, chứ không từ cha hoặc là từ mẹ không. Và từ như vậy, giữa cái quan hệ và tôi và cô ấy dần dần tốt hơn. Chỉ là tốt hơn cho con. Đấy, và xây dựng cái niềm tin, và dần dần cái mối hận của tôi với cô ấy và mối hận của cô ấy cho tôi nó cũng dịu đi. Và bây giờ tôi với cô ấy là hai người bạn, và vì con thôi.
đó cũng là một điều may mắn mà không phải cặp đôi nào cũng làm được điều đó sau khi ly hôn và có thể ngồi xuống và đồng thuận như anh vừa nói, rất văn minh. Mâu thuẫn nào giữa hai người về cái cách dạy con một đứa trẻ tự kỷ như Taki thì cái mâu thuẫn nào là lớn nhất? Thực sự cái mâu thuẫn với Taki thì không nhiều. Mà với Takara thì nhiều. Tại vì Takara một cái đứa trẻ bình thường mà mẹ của nó là người Nhật. Và người Nhật rất là mong. Thì lại cái tiêu chuẩn học thuật cao hơn. Cao lắm. Và cái phương pháp dạy con, áp lực dạy con, nó cũng giống như những cái bà mẹ Việt Nam khác. Con phải hạng này, con phải hôm kia rồi, con phải... Căng thẳng áp lực dữ vậy. Dạ. Con nó khóc thôi, tới nỗi mà cái lúc nó 15, 16 tuổi nó chịu không nổi, ba ơi con không chịu nổi nữa rồi, con qua con sống với ba. Áp lực quá. Dạ. Ba cho con qua sống với ba, như vậy. Và tôi, nếu như mà cái trường hợp như vậy đúng ra bình thường là tôi vui lắm chứ. Con tôi nó được về ở với tôi, nó kêu chứ đâu phải tôi. À, nó nói mẹ, giờ con chịu với nó rồi, con về ở với ba. Nhưng mà tôi nói mà không. Vấn đề này để ba trao đổi với mẹ. Thực sự cái mâu thuẫn về phong cách dạy con giữa tôi và mẹ nó, hai bên cãi lộn hầu như hàng tuần. Nhưng cũng may, tôi cũng thuyết phục với mẹ Takara rằng là về cái phương diện giáo dục thì tôi là cái người làm giáo dục. Tôi giáo dục trong xã hội Mỹ. Takara lớn lên trong xã hội Mỹ, là một người Mỹ. Thì tôi xin cổ hãy cho tôi lắng nghe và cho tôi cái cơ hội để làm cái thí nghiệm. Thí nghiệm. Cho dù cô ta không đồng tình thì hãy gọi là kiên nhẫn để tôi thí nghiệm. Thí nghiệm. Cái thời gian thí nghiệm. Thí nghiệm mà cho thấy kết quả để thuyết phục. Chứ còn biểu làm gì đó, tôi chỉ xin phép được thí nghiệm thôi. Và cô đồng tình làm thí nghiệm. Hay thế, cụ thể là thí nghiệm gì anh? Thì có nhiều cái thí nghiệm như rằng là nó học giỏi và nó muốn ra trường trong vòng 1.5 năm. Mẹ nó muốn tự hào là con ra trường phổ thông 1.5 năm. Tôi bảo là không, tôi chuyển trường cho nó qua một cái chương trình thật là khó. Tôi đẩy cho nó từ một cái đứa trẻ mà hạng A, rồi cái tự nhiên rớt xuống hạng C, hạng B, khóa học. Ủa mẹ nó khóc, mẹ nó hoảng. Thí nghiệm ác quá. Thí nghiệm ác. Thì tôi bảo nó là kiên nhẫn với tôi 1 năm. Tôi thuyết phục rằng là Takara còn cả cuộc đời. Nó có thể sống tới 80, 90 năm. Trẻ 1 năm nó là cái gì? Nhưng mà nếu mà 1 năm này tốt thì nó có thể phát triển rất tốt, tốt hơn nhiều trong cái cuộc đời của nó. Thay vì đi theo cái cách thượng tình, 1 năm sau, đúng 1 năm, Takara lên giọt và trở lại trình độ bình thường, học tốt. Nhưng cái sự tự tin và cái bản lĩnh của Takara thể hiện rõ nét. Và Takara bắt đầu cái chất lượng và bắt đầu cái kiến thức và cái khả năng tự học thể hiện một cách rất rõ nét. Lúc bây giờ cô ta bắt đầu tin giọt. Và bắt đầu Takara thể hiện cái bản lãnh và cái bản tính của cậu ra. Thí dụ như là mẹ mà mở phòng vô 9 giờ tối mà thấy Takara đang chơi, không học, nghe nhạc hay đang chơi, tại sao con không học? Thế là Takara sâu liền. Tại sao mẹ biết rằng là con đã không học?
Đặt câu hỏi phản biện liền. Mẹ để cho con có cái quyền quyết định khi nào con học, được không? Rất tự tin. Rất là tự tin. Và miễn sao con học được thôi, miễn sao con thi tốt được thôi. Chứ mẹ không cần phải giám sát con học khi nào con cần phải học. Thế là mẹ bắt đầu dần dần giãn ra. Và tôi dần dần có cái tầm ảnh hưởng hơn với cái tiếng nói phát triển Takara như thế nào. Trẻ cần phải đối diện với những cái thực tế, những cái thử thách trong cái cuộc sống càng sớm càng tốt, khi mà mình còn có thể đồng hành được, khi mà mình còn cái thời gian mà ảnh hưởng đến cái cách giải quyết, ảnh hưởng đến cái cảm xúc, ảnh hưởng đến cái cách đối diện cái thử thách đấy của con, thì mình có thể gọi là giúp con phát triển cái kỹ năng đối diện với những cái thử thách thực tế trong cuộc sống. Và thực sự ra Takara trong cái thời gian vừa qua đã phải đối diện khá là nhiều cái thử thách rất lớn mà tưởng chừng cậu ta không vượt qua được. Và cậu ta cần tới những cái kỹ năng cậu ta phát triển từ cái thời đó để mà vượt qua. Là một trong những cái thử thách ấy, tôi nói có thể Quốc Khánh và những bậc cha mẹ có thể hiểu. Takara học ở đại học cái bằng kỹ sư về người máy, robotics, là cơ khí, không phải công nghệ thông tin. Nhưng mà cậu ta quyết định đi học cao học ngành trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin. Và cậu ta không có những cái kiến thức nhiều về nền tảng, về công nghệ thông tin. Trong khi cậu ta vào trường Stanford, một cái chương trình mà có hàng trăm những sinh viên cao học, đỉnh của đỉnh của những cái chương trình cao học, những trường đại học trên thế giới. Và cậu ta phải chọi với hàng đỉnh của cử nhân công nghệ thông tin, trong khi cậu ta là một kỹ sư cơ khí. Bạn có thể thấy rằng là cái thử thách nó lớn tới cỡ nào. Cậu ta phải xây dựng nền tảng. Ngoài ra cậu ta phải học những cái nền tảng mới, học những cái kiến thức mới và chọi với những đối thủ gọi là cường nhất thế giới. Và cậu ta tồn tại. Đừng nói tới thành công. Cậu ta tồn tại. Và cậu ta vượt qua được cái thử thách. Và giờ đây cậu ta được Đại học Stanford nhận trở lại làm nghiên cứu sinh tiến sĩ. Cũng là một cái thành công khá lớn. Tại vì Stanford nhận rất ít nghiên cứu sinh tiến sĩ. Tỷ lệ cao, chọi cao lắm. Chọi cao lắm. Thì cái bài học kỹ năng đó từ đâu? Từ cái thời trung học. Rồi những cái tình huống mà tôi tạo nên như là đạp xe với con từ Sài Gòn đi Quảng Bình. Chơi thí nghiệm khó không? Đấy, là những cái thí nghiệm rất khó, những cái thử thách rất khó. Và để cho Takara gọi là tạo nên kết nối neuron ấy, những cái bài tập trải nghiệm về vượt qua cái thử thách, nghịch cảnh. Cái nghịch cảnh đấy, và để mà Takara có thể sử dụng những cái trải nghiệm đấy vào những cái thử thách thực tế trong cuộc sống. Thì đấy, mẹ nó mà nghe tôi dò chở Takara đi, Takara, mẹ nó cho như những cái bà mẹ châu Á khác, không có đâu. Không, nguy hiểm lắm. Rủ đạp xe không cho đi 900 cây xuyên Việt. À, từ Sài Gòn đi Quảng Bình không cho đi. Tôi phải thuyết phục mà tôi phải bỏ tiền ra.
thuyết phục với mẹ nó: bà đừng lo nha, tôi mướn một cái xe van nha, nó chạy kè kè theo con á, an toàn nha, có cái gì là nó bắt con nó bỏ lên xe nó chở nha. Tới cỡ đó nó ok rồi. Nhưng mà có đâu, đâu có bao giờ mà phải xài cái xe đó nhiều đâu. Chỉ có xe trung chuyển từ chỗ này qua chỗ khác đạp, chứ mà không có bao giờ dùng cái xe đó chở Takara vì Takara mệt. Trong suốt cái chuyến đường đó. Thế là lần sau vừa rồi đi xuyên miền Bắc, tôi với Takara đi qua những cái tuyến đường mà nó tâm sự, tối về tâm sự: mẹ mà thấy con làm như này mẹ đứng tim. Hai cha con mà sổ xuống cái núi ở Hà Giang á, mà sổ xuống cái đường mòn núi băng như vậy đó, mẹ mà thấy hai cha con làm này là mẹ đứng tim, mẹ không cho đi đâu. Nhưng mà may quá sau cái chuyến đi rồi hai cha con không bị gì hết, vẫn còn gì. Thí nghiệm quá tuyệt vời. Mình chỉ cần sống là cái người mà tôi muốn con mình trở thành. Cái từ xin lỗi là một cái từ chữa lành. Nếu mình không nói lời xin lỗi với con thì làm sao con học được cách nói lời xin lỗi với cha mẹ? Mà anh thì gia đình anh là đã, mẹ thì lại văn hóa Nhật, anh thì người Việt, con thì lớn lên sinh ra lớn ở Mỹ. Em cảm giác như lúc nào cũng có ba cái nền văn hóa đó thì sẽ tác động tới đứa trẻ như thế nào anh? Cái văn hóa, cái tư duy, cái triết lý giáo dục đào tạo của ba nền văn hóa này khác choảng nhau không? Có. Một cái điểm choảng giữa văn hóa Nhật và văn hóa Việt, tôi nói rất là rõ để mà. Với văn hóa Nhật là cái triết lý chỉnh chu, hoàn hảo, đến cái độ hoàn hảo. Anh làm cái gì thì anh phải làm cho đến khi nó hoàn hảo nhất có thể. Anh về anh để cái đôi dép ở nhà là anh phải ngồi xếp sắp cho nó song song ra ngoài, chứ mà đừng có ngồi mà đẩy ra sao cũng được. Văn hóa người Việt của mình có là được. Đúng chưa nè? Nhiều khi hơi xe xoàn tí. Xe xoàn tí. Và cái này chọn nha. Giữa Nhật và Mỹ, Mỹ cái triết lý giáo dục dựa trên cá nhân, nó là một cái triết lý phát triển cá nhân, cá nhân hóa. Nhật triết lý giáo dục xã hội cộng đồng, đặt nặng về cái tính cách cộng đồng và xã hội và tổ chức, không cá nhân. Giữa hai cái này chọn 180 độ. Như hai thái cực luôn. Hai thái cực. Vậy thì làm sao mà để mà hòa ba cái này? Khó. Thú vị. Nhưng mà một điều tôi nhận ra, đó rằng mình phải biết sàng lọc cái gì hay và cái gì tương đối hoàn hảo của xã hội người Nhật. Đôi lúc nó kiềm chế phát triển, nó kiềm chế cái sức sáng tạo. Cái thứ hai, cá nhân hóa và xã hội, hai cái đối cực này, chính vì cái cá nhân hóa này mà Mỹ phát triển về cái kỹ năng sáng tạo. Cái sức sáng tạo của nước Mỹ ai cũng biết rồi.
nhất. Về kỹ thuật thì không ai khó, nhưng cái sức sáng tạo, đột phá thì ra có. Và tôi hỏi Takara, con có thấy một cái công ty phần mềm nào mà thật là lớn không, cái cấp đa quốc gia không, như Google mà ở Nhật không? Cái nó ngồi nó gãi đầu. Đúng à, Nhật không có à. Cho nên gọi là cần phải cân bằng. Một khi nào cần, con phải biết khi nào cần sức sáng tạo, thì con phải khi nào làm việc gì có ảnh hưởng đến cộng đồng thì cần phải cân nhắc. Cái hình ảnh của người cha hay người mẹ nó ảnh hưởng rất lớn tới con cái. Đôi khi là chúng nhìn mình để sống. Đôi khi mình kết nối, mình giao tiếp, mình nói chuyện, mình chỉ dạy, nhưng không bằng cái cách mình sống. Em cũng tò mò là Taka và Takara và Taki đã thay đổi con người anh cho cái việc mà anh sống, cái cách mình sống, cách mình... Tại vì bây giờ mình là cha rồi. Mình cha của hai đứa, mà trong đó có một đứa tự kỷ nữa. Thì hai bạn đã thay đổi cái nhân sinh quan của anh trong việc trở thành một con người như thế nào? Từ khi mở mắt ra là con đang học rập khuôn cha và mẹ và người chăm sóc trẻ. Nếu mà cái người chăm sóc trẻ đấy không phải là cha và mẹ thì đang rập khuôn bắt chước. Đó là cái cơ chế phát triển não bộ tự nhiên của con người. Và khi tôi biết điều đó thì tôi chỉ nói rằng mình chỉ cần sống là cái người mà tôi muốn con mình trở thành như vậy. Tôi không dạy con tôi làm cái gì cả, làm cái gì nhiều lắm. Tôi chỉ có sống. Đơn giản quá. Đơn giản, tôi chỉ sống và hành xử và hoạt động cái cách mà tôi muốn hai con tôi sống như tôi. Một cái biểu hiện đầu tiên mà tôi vui vui vô cùng là Taki. Bạn biết rằng tư ký không hiểu gì hết. Nhưng mà cách đây một năm, cậu ta ngoài cái việc làm ở siêu thị, cậu ta hai ngày không đi làm, thì cậu ta làm thiện nguyện sửa xe đạp cho một cái trung tâm thiện nguyện. Hay thế. Sửa xe đạp cho những cái đứa trẻ mà nó, những cái ai mà không có xe đạp, những cái trẻ nghèo ấy, tới đó rồi những người có xe đạp mà không xài nữa, cái đem cho cái xe đạp. Cậu ta đấy, cậu ta sửa xe đạp sử dụng được rồi, ai cần thì tới đó lấy. Thì tôi, cái chuyện học sửa xe đạp cũng là gây cãi với mẹ nó lần ấy. Yeah. Từ cái lúc Taki học từ cái lúc 13, 14 tuổi. Và cậu ta bây giờ cứ ngày, và cậu ta vui rằng là cậu ta sửa, hỏi làm gì? À, con sửa cái xe đạp này để có những cái đứa trẻ, ba mẹ dẫn đứa trẻ đến và lấy cái xe đạp và nó vui, nó chạy xe đạp, nó chạy vui, cái con vui. Tự kỷ không có khả năng hiểu cảm xúc của người khác, chỉ biết cảm xúc của mình. Cậu ta vui vì cậu ta làm chuyện đó. Và cậu thấy cái phản ứng của người khác, cậu ta không hiểu, nhưng mà cái phản ứng đấy làm cậu ta vui. Không hiểu thôi, nhưng mà cảm nhận được. Cảm nhận được cậu ta vui. Takara thì càng lớn càng giống bà nào. Khuôn mẫu hả? Chàng. Càng lớn càng giống bà nào, càng khuôn mẫu. Cho nên, và tôi có dạy nó đâu. Tôi không có bao giờ, con nên phải làm dày. Tôi không bao giờ ngồi xuống dạy nữa cả. Cái gì cả? Tôi thấy cha mẹ Việt quá bận rộn, bỏ thời gian dạy con. Hành xử như thế này, hành xử như thế kia, mà quên rằng con nó đang học mình 24/24, kể cả luôn là cái hành vi mình lúc ngủ. Bạn có lướt Facebook khi đi ngủ không? Mặc
trước hết. Cho nên ví dụ như bạn muốn con đọc hay học thì cái thời gian đó bạn ngồi và đọc sách đi. Mình cũng học cái gì đó. Đừng có ngồi học cho con. Tôi thấy nhiều cha mẹ Việt Nam ở đây ngồi học với con mà ngồi học cho con. Là có nghĩa là con làm bài tập rồi ngồi kè kè lên coi con làm có đúng không. Rồi nhiều lúc là làm không đúng, đưa đây mẹ là con mà lên đại học. Tôi ngồi xuống nói chuyện với con. Con lớn rồi, trưởng thành rồi. Bạn nghĩ rằng con sẽ có những cái quyết định tốt và đúng đắn. Nhưng có một cái giới hạn, ba muốn con đồng tình với ba. Rằng trong tất cả những cái gì con muốn thử, con muốn trải nghiệm, thì một thứ con chờ cho đến khi con đủ bản lãnh và lớn, con hãy thử. Đó là chất cấm. Ba là một giáo sư hóa học. Ba biết ảnh hưởng của nó đến cái não của con. Và tôi cho con thấy những cái video, những cái lên cái ngoài đấy, 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 đấy. Và con chỉ đồng tình với ba một điều một đó thôi, là con sẽ không thử cái này cho đến khi con cho rằng mình đủ bản lãnh để đấu chọi với nó. Thực tế chứ không hẳn nói là không, mà là không. Tới lúc đủ bản lĩnh để chấp nhận cái chấp nhận đối diện với nó. Đối với cái chỗ giới hạn, và cái một mặt là giới hạn kỷ luật, một mặt là tôn trọng cái sự tự do, đôi khi cái ranh giới nó rất rất mỏng. Chỗ đó không biết là anh Thành sẽ ứng xử với cái ranh giới đó như thế nào, khi một mặt vẫn tôn trọng cho con sự tự do nhưng đồng thời phải có một cái giới hạn, thì cái chỗ đó đôi khi quay trở lại tôi chỉ có hai nguyên tắc, đó là an toàn của con, cái thứ hai con vẫn được yêu thương, cảm nhận được yêu thương. Và tôi sẽ tạo cái môi trường con lớn lên nó càng giống với thực tế càng tốt, nhưng tôi đảm bảo cái sự an toàn đó. Miễn an toàn là được. Miếng an toàn là được. Thí dụ 11, 12 tuổi tôi bận cái áo này nha. Tôi bận cái quần này nha. Tôi dẫn con leo núi và leo lên cái dốc đá khá là khó. Nó muốn dẫn lên, nó muốn leo lên, tại vì nó thấy có ai đó. Cái đứa trẻ 11, 12, 13 tuổi là cái đứa đó háo thắng và năng động. Con được leo một mình nhưng phải đi trước ba một bước, ba leo theo sau, bảo vệ rằng lo con trực chừng vẫn có bà ở đó. Điều kiện an toàn luôn. Điều kiện an toàn lúc có. Nhưng cái môi trường thí nghiệm thực tế càng giống với cuộc sống càng tốt. Tôi không nắm tay, tôi không bỡ, tôi không đỡ, tôi không... Nhưng tôi chỉ đảm bảo cái sự an toàn để cho con trải nghiệm thực tế với cuộc sống càng giống với thực tế càng tốt. Kể cả với cái chuyến xe đạp, con cậy lưng lên thực tế xuống đèo, ok, có té không, có, trầy không, có, nhưng mà tôi đảm bảo rằng là trong cái trầy đó tôi đi sát bên, té đó, trầy đó nó không đến nỗi. Kiểm soát cảm xúc, kiểm soát nguy cơ, quản lý được cái nỗi sợ hãi, đó là cái quan trọng, chứ không phải rằng là mình chạy trốn nó. Thì đó là cái mà tôi muốn dạy con tôi. Và cái mà tôi nói tại sao nhiều người nói là không để cho con để mà thử nghiệm xuống dốc của cái đèo đó, nguy hiểm, tôi có té không? Có chứ. Tôi té một cái đầu tôi bay xuống chậm đất, cái đầu tôi nó hít ịn cái mặt xuống đất, có chứ. Nhưng là không đến nỗi chạy tay chạy chân, xước tay xước chân. Có nghĩa là nó chạy quá thì mình nói làm sao, chậm chậm lại con, chậm chậm nguy hiểm nha. Mình
mình nói nó từ từ, ô chậm lại, mình biết cái tốc độ an toàn. Cho nên nguyên tắc của tôi rất là đơn giản, bảo vệ an toàn và cho con cảm nhận được được yêu thương lúc nào cũng vậy. Đồng tình, làm con ba Thành là tha hồ chịu chơi. Thấy luôn, toàn bài thí nghiệm khó không, nhưng mà ba Thành luôn đảm bảo là an toàn và được yêu thương trong một cái, trong một cái môi trường mà mình chủ động tạo ra. Đúng rồi. Và giả lập nó cho nó giống với thực tế càng nhiều càng tốt. Và có chuyện xảy ra thì mình vẫn luôn nó hỗ trợ, và giống như là got your back, lúc nào cũng hỗ trợ nó. Rất hay. Nó hướng dẫn. Dạ, hướng dẫn. Là một cái người giống như mình kêu là coach. Dạ, đi cùng thôi. Đi cùng thôi. Cho té cho cho té cho trải nghiệm đủ thứ. Dạ, rất thú vị. Cảm ơn anh rất nhiều. Chắc là một hỏi cuối thôi. Thấy anh cũng có trao đổi với thầy Minh Niệm, sư thầy Minh Niệm về chủ đề tổn thương. Em muốn hỏi thêm một ý, đó là thầy cũng muốn nhắc tới chuyện là đôi khi trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái đó, thì cha mẹ cũng gặp những vấn đề riêng của cha mẹ, những vấn đề trong tâm lý, những vấn đề ở sâu bên trong mà vô tình hay như thế nào đó cũng ảnh hưởng tới cái cách mà mình nuôi dạy con. Thì không biết là với trải nghiệm hành trình của anh, thì qua một cái hành trình đó thì anh có cảm thấy là mình đã vượt qua những cái bài học về tâm lý nào đó của chính mình hay không, hoặc là những cái gì ở sâu trong nội tâm của mình mà mình đã giải quyết nó tốt, và chính cái sự giải quyết đó nó sẽ giúp cho mình tốt, làm một người cha tốt hơn. Tại vì Thaki ở cái hoàn cảnh như vậy cho nên làm cha tôi quan tâm đến Thaki hơn. Và nhiều lúc tôi quên bẵng đi, Thakara cũng cần có sự quan tâm. Và tôi cũng có những cái hành xử mà làm Thakara tổn thương. Tôi đưa một cái thí dụ, dẫn hai con đi mua chiếc xe đạp, mỗi đứa một chiếc xe đạp nhỏ nhỏ, không? Thì tôi lo cho Thaki hơn, là tại vì Thaki nó vậy, tôi lo. Thakara, ba con thấy cái xe đạp này con thích lắm, nó chạy, nó kéo lại ba. Chị ba nói, để ba mua cái xe cho Thaki trước rồi qua con. Vô tình tôi tổn thương Thakara rằng là ba không quan tâm cho nó, ba chỉ lo cho Thaki không. Thế một hơi xong, tôi Thakara đâu nhỉ? Nó đứng ở một cái góc thì nó đứng nó khóc, và tôi nhận ra ngay. Ba tôi lại, tôi ôm con tôi bé nó, ba xin lỗi. Ba xin lỗi con. Đã hồi nãy ba quá chú tâm tới Thaki mua xe Thaki. Cha mẹ Á Đông ít khi xin lỗi. Cái từ xin lỗi nó là một cái từ chữa lành. Khi mà Thakara học cao học, đi học cao học, tôi về Việt Nam, hai cha con rời nhau đấy. Và tôi biết rằng là tôi sẽ không còn sống gần với Thakara nữa. Ngồi lại hai cha con, tôi cũng nói rằng là ba xin lỗi con, rằng ba không có tạo cho con có một cái cuộc sống lớn lên như những đứa trẻ mong muốn khác, có cha và mẹ bên cạnh lúc nào. Cha và mẹ bên cạnh. Không biết rằng là con có bao giờ ước rằng con có một cuộc sống mà có cha và mẹ với nhau không? Và tôi vui là tôi trải được cái lòng của mình, của cái người làm cha mà tôi cho rằng là tôi không làm trọn vẹn hết, là được bên con trong suốt cái cuộc đời con lớn lên. Thì với người cha, hoặc là tôi nghĩ với người mẹ, đều có một cái chút cái cảm xúc tội lỗi nào đó.
Và cái này tôi trải lòng khi mà Takara đủ lớn, đủ hiểu. Và từ đó Takara nói không, thực sự là con không thấy một sự khác biệt gì, là con thiếu ba hoặc là con thiếu mẹ. Con cảm nhận được cái sự yêu thương của ba và của mẹ. Ôi tôi vui. Nó như một cái mở cờ. Là giống như là mình một cái gì nó nặng nề, nó nằm trong cái đầu của mình ấy suốt mấy chục năm liền ấy. Và nó mở ra và nó giải thoát được cho tôi ấy. Cho nên tôi cho rằng cha mẹ và con sẽ có những cái xung đột, sẽ có những cái lần cãi, và kể cả luôn sẽ có những lần lỡ tay, rồi mình cảm thấy ân hận. Tôi nghĩ rằng là cái lời xin lỗi và chia sẻ nó quan trọng hơn là một cái món quà mua chuộc. Và đó là một cái cơ hội kết nối, đó là một cái cơ hội dạy cho con biết cái giới hạn về cảm xúc của giới hạn mà an toàn. Con làm như vậy, con vượt qua cái giới hạn an toàn mà cha mẹ mong muốn. Những lời xin lỗi tuy rất khó nói ra, mà thật sự khi nói ra thì cảm ơn anh Thành đã chia sẻ cái ý này. Đây là những cái điều mà cá nhân em cũng cảm thấy rất là chạm, bởi vì em cũng là một người cha trong một cái mối quan hệ ly dị, và mình luôn có cái cảm giác tội lỗi, thực sự là như vậy. Và có khi nó trở thành một cái trauma của mình từ đây đến cuối đời, một cái gì đó mà mình luôn cảm thấy trống vắng, và mình sẽ muốn được hiểu nhiều con nhiều hơn, kết nối với con nhiều hơn. Và đôi khi một cái lời xin lỗi như vậy, một cái thực sự là một cái gì đó nhỏ nhặt mà mình cảm thấy rằng là như vậy con không vui, mà mình cái đó từ mình, thì mình xin lỗi. Tại vì sao? Con đang học từ mình. Mình học cách nói xin lỗi, và con đang học cách nói xin lỗi từ mình. Cho nên nếu mình không nói lời xin lỗi với con, thì làm sao con học được cách nói lời xin lỗi với cha mẹ? Cho nên tôi đi đón con mà tôi trễ 5 phút mà hai đứa nó lóng chóc, nó đứng ở ngoài nhà nó chờ. Mở con, xin lỗi con, ba ngủ nướng, ba ngủ trễ cho nên tới trễ vài phút để con chờ. Cảm ơn anh Thành, anh cảm ơn đã nhắc nhở. Đôi khi mình ít nói là xin lỗi với con thật. Dạ. Giật mình đó anh Thành. Giật mình, anh cảm ơn anh rất nhiều. Chắc là cuộc trò chuyện cũng đã dài, thì một lần nữa cũng cảm ơn anh đã mở lòng chia sẻ. Đây là những điều không dễ để mở lòng chia sẻ với những người khác về những hoàn cảnh của con mình và cái cách mà anh trải nghiệm trên hành trình này. Thôi thì em cũng chúc anh luôn nhiều sức khỏe và sẽ tiếp tục còn những trải nghiệm thú vị nữa với Taki và Takara trong tương lai. Em cảm ơn anh Thành rất nhiều. Các bạn đang theo dõi cuộc trò chuyện này, thì đây là cuốn sách Da Voi của anh Thành, vẫn còn trên các kệ sách. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm để rất nhiều chi tiết trong này và anh Thành chia sẻ vừa rồi sẽ là một vài những cái lát cắt ngắn thôi, nhưng mà chi tiết về hành trình của anh Thành và Taki và Takara trong này rất là thú vị để chúng ta tham khảo, để đâu đó biết đâu là sẽ có những cái sự đồng cảm với những người làm cha làm mẹ hiện tại hoặc là trong tương lai trở thành cha mẹ. Tất nhiên mỗi hành trình làm cha mẹ sẽ khác nhau, tùy thuộc vào mỗi người, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mà đâu đó sẽ có những nguyên lý mà tôi tin rằng nó sẽ có thể áp dụng được cho tất cả mọi người. Ở đây rất là cảm ơn Thành đã nói về cái cách mà anh, hai cái điều kiện đó là an toàn và yêu thương, tạo điều kiện cho con mình được mắc lỗi sai, được trải nghiệm cuộc sống và tranh thủ trong lúc mình còn điều kiện để gọi là hỗ trợ cho con mình. Và đặc biệt là con mình nó nhìn mình nó sống. Đôi khi mình không có điều kiện để nói nhiều với nó đâu, nhưng mà nó nhìn cái hành vi mình hành động. Nên thực sự là cũng rất là nhiều cái điều suy ngẫm trong cái hành trình này. Và tất nhiên chúng tôi cũng mong các bạn khán giả có thể đóng góp thêm ý kiến đa chiều về cái hành trình này, chia sẻ, thảo luận và đặt câu hỏi cho anh Thành.
bằng cách là chúng ta có thể bấm đặt câu hỏi ở trong cái phần comment ở phía bên dưới, và hoặc có thể có những quan tâm hơn để gặp gỡ và giao lưu trực tiếp với anh Thành cũng như các vị khách mời khác của chương trình, thì các bạn cũng có thể để lại cái lời nhắn. Chúng tôi hy vọng sẽ có thể tạo thêm được nhiều cái cuộc gặp gỡ trực tiếp hơn trong tương lai để chúng ta cùng nhau chia sẻ cái hành trình dạy con này. Và các bạn có thể bấm vào nút theo dõi kênh Việc Success hoặc là bấm follow chúng tôi trên các nền tảng podcast để có thể nghe lại cuộc trò chuyện này bất kỳ lúc nào. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn sự đồng hành của Đại học Western Sydney, đại học thuộc top 1% các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo. Mọi người có thể bấm vào cái đường link phía bên dưới để đăng ký vào newsletter của kênh Việc Success để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Một lần nữa xin cảm ơn anh Thành. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin chào.